chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khám phá Vĩnh Phúc. Trong chương trình tuần này, mình sẽ đưa các bạn đến tham quan một nơi vô cùng đẹp được coi là trái tim xanh của thành phố Vĩnh Yên, đó chính là Quảng trường Tỉnh. Nằm giữa trung tâm thành phố Vĩnh Yên, Quảng trường Tỉnh là điểm nhấn đặc biệt của thành phố, là đầu mối giao thông quan trọng, một không gian xanh trong lòng đô thị Vĩnh Yên với mỗi người dân xung quanh thành phố. Nơi đây là một không gian lý tưởng để vui chơi, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Quảng trường Tỉnh được ví như trái tim xanh của thành phố Vĩnh Yên, bởi khi đến đây chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thoải mái với những hàng cây xanh rợp bóng mát và hồ nước thơ mộng. Không chỉ vậy, cứ đến mỗi buổi chiều, Quảng trường Tỉnh lại trở nên nhộn nhịp hơn với các hoạt động thể thao giải trí của mỗi người dân. Người lớn tuổi thì đi bộ quanh hồ, thanh niên thì trượt ván đạp xe, trẻ em thì cùng bố mẹ thả diều. Nếu như các bạn muốn hòa mình vào không gian nhộn nhịp thì hãy thử một lần đến với Quảng trường Tỉnh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.